Xin chào quý vị và các bạn, chúc một ngày tốt lành. Mời quý vị theo dõi tin tức mạng Pi với những tin chính sau. Ngày 1 tháng 6, Pi truyền thông toàn cầu menet hạn chế các hãng xe hơi đã áp dụng trên tiền tệ Pi. Ngày 18 tháng 5 năm 2024, Pico Team đã có bản thông báo cập nhật mới nhất về quy trình đẩy nhanh tiến độ menet. Việc menet mở hoàn toàn sẽ đạt được chỉ trong vài tháng tới. Thưa quý vị, đối với những người tiên phong, sự thành công của Pi không còn xa vời nữa, nó đang rất gần chúng ta. Những thông tin hôm nay rất tuyệt vời đối với cộng đồng Pi. Một tài khoản X có tên là Big Do đã có bài chia sẻ như sau. Họ đã thử nghiệm cặp giao dịch Pi đô la trên Binance. Binance đã xác nhận rằng mức giá 314.159 đô đã đạt được thành công trên sàn giao dịch Pi sẽ sớm được niêm yết trên Binance với giá thực. Tin khác từ Nguyễn Đức cũng cho thấy những thông tin về việc Menet hạn chế vào ngày 1 tháng 6 năm 2024 được thể hiện trên GitHub của tài khoản Sakoshi. Như vậy thì ngày 1 tháng 6 năm 2024, hệ thống tự khởi động Menet hạn chế với tổng nguồn cung lưu hành là 1 tỷ Pi. Với giá trị ổn định là 314.159 đô trên 1 pi. Vốn hóa thị trường cố định là 314.159 tỷ đô. Theo Nguyễn Đức, ngày 1 tháng 6 năm 2024 đã được lên lịch là ngày truyền thông toàn cầu cho sự kiện menet hạn chế của pi. Hiện tại đã thấy các hãng xe hơi như Hyundai, Toyota, Honda Tesla, Ford và một số hãng khác đã lên hợp đồng FAPCA trên chuỗi khối Pi sử dụng đồng tiền Pi để giao dịch. Picoteam, Pi Crypto Connect, thật tài tình với sự thiết kế kỹ thuật đảm bảo vẫn có mainnet nhưng không gỡ tường lửa nhằm ngăn chặn tự do kết nối với mạng Pi, là phiên bản được thiết kế nhắm đến đối tượng được kết nối cho phép các đối tượng bên ngoài kết nối vào mạng lưới theo tiêu chuẩn nền tảng để giúp mở rộng hệ sinh thái, nhưng có kiểm soát. Các sàn giao dịch mục tiêu được lựa chọn để đặt giá trị đồng thuận là GCV 314.159 đô, nhằm tiếp tục kích thích hàng hóa và dịch vụ neo vào GCV ngoài đời thật. Vì Crypto Connect chỉ mới khởi chạy dịch vụ API cho phép kết nối có kiểm soát và mainnet được diễn ra. Tóm lại, Pi Crypto Connect giống như một mạng lưới trung gian giữa Pi Network và các mục tiêu kết nối bên ngoài, kết nối cần được duyệt. Thưa quý vị, tôi cho rằng điều này rất phù hợp với những thông tin cộng đồng đưa ra trên GitHub bởi vì trước thềm mainnet mở hoàn toàn. Chắc chắn bên dự án cần có động thái quan trọng là công tác truyền thông toàn cầu. Cùng với Pi cần có một giá trị cụ thể trước khi áp dụng mainnet mở toàn cầu hoàn toàn. Lúc đó các doanh nghiệp, tập đoàn lớn và các thương nhân mới có căn cứ để áp dụng thiết lập giá trị trao đổi hàng hóa. Như vậy, việc Menet hạn chế mùng 1 tháng 6 là có cơ sở, và giá trị Pi 314.159 đô cũng có cơ sở. Thiết lập giá trị cho một đồng tiền là điều rất quan trọng. Pi định vị là tiền, vì vậy nó sẽ có giá trị cố định giống như đồng USDT hay là USDC nó sẽ không bị thao túng như Bitcoin hay Ethereum. Sự dịch chuyển về giá trị của Pi sẽ rất nhỏ và nó là đồng tiền thực sự ổn định. Ngoài ra vấn đề tầm nhìn của Pi Network là hướng đến hàng tỷ người dùng trên toàn cầu. Nếu như Pi không có giá trị cụ thể và giá trị không đủ lớn thì dự án sẽ không thu hút được hàng tỷ người dùng sau mainnet mở. Chính vì vậy, việc Pinningwork thiết lập giá trị toàn cầu trong thời kỳ Menet hạn chế với sự kết nối với một số đầu mối quan trọng như sàn giao dịch lớn Binance Coinbase để công bố giá trị Pi cùng với một số doanh nghiệp lớn sẵn sàng cung cấp hàng hóa như các nhà sản xuất ô tô như Toyota, Ford, Tesla, Hyundai, Honda, vân vân để công bố cho toàn cầu biết rằng Pi là tiền tệ được áp dụng cho tất cả mọi người và giá trị của nó không thay đổi là 314.159 đô la. Ngày 18 tháng 5 năm 2024, Pigotim đã có bản thông báo cập nhật mới nhất về quy trình đẩy nhanh tiến độ MENET. Việc mở MENET hoàn toàn sẽ đạt được chỉ trong vài tháng tới. Chúng tôi vui mừng thông báo rằng nhóm cốt lõi đã thực hiện một nâng cấp kỹ thuật lớn trong cơ chế di chuyển MENET dẫn đến tốc độ nhân đôi mà những người tiên phong di chuyển sang Menet. Nói cách khác, đây là thời điểm hoàn hảo để hoàn thành danh sách kiểm tra Menet của bạn, để số dư có thể chuyển nhượng Pi của bạn có thể được di chuyển sang chuỗi khối Menet. Bản cập nhật này cho phép cộng đồng đạt được tiến bộ đáng kể hướng tới mục tiêu 10 triệu di chuyển Pi Pico tim, đẩy nhanh hành trình đạt tới 10 triệu di chuyển Menet. Chúng tôi rất vui mừng được thông báo về một nâng cấp kỹ thuật lớn trong cơ chế di chuyển Menet, giúp tăng tốc độ di chuyển sang Menet nhanh hơn gấp đôi. Trong bản nâng cấp kỹ thuật này, chúng tôi đã tối ưu hóa thuật toán quản lý quá trình di chuyển, hàng đợi của người tiên phong di chuyển, các quy trình con kiểm tra và kiểm tra bổ sung cũng như các tương tác của nó với chuỗi khối nét. Việc tối ưu hóa như vậy dựa trên nhiều nỗ lực cũng như nhiều vòng lặp và thử nghiệm làm cho quá trình di chuyển hiệu quả hơn và dẫn đến thông lượng di chuyển tổng thể cao hơn. Trên thực tế, bản nâng cấp này hiệu quả đến mức giờ đây chúng tôi có thể di chuyển người tiên phong nhanh hơn so với yêu cầu di chuyển mới nhận được từ người tiên phong mỗi ngày. Trước sự phát triển thú vị này, hành động ngay, hoàn thành danh sách kiểm tra Menet của bạn và di chuyển ngay hôm nay. Đối với những người tiên phong đã hoàn thành danh sách kiểm tra mainnet của họ, hãy kiểm tra trạng thái di chuyển của bạn ngay lập tức. Do sự cải thiện tốc độ này, bạn có thể đã được di chuyển sang mainnet hoặc bạn sẽ di chuyển nhanh trong hàng đợi, đặc biệt nếu bạn đang tích cực khai thác. Đối với những người tiên phong chưa có, đây là thời điểm hoàn hảo để hoàn thành danh sách kiểm tra mainnet ngay bây giờ hãy chuyển đến danh sách kiểm tra Minet trong bảng điều khiển Minet trong ứng dụng khai thác Pi của bạn ngay hôm nay để hoàn thành mọi bước còn lại nếu cần. Do việc nâng cấp tốc độ được cải thiện, chúng tôi thực sự cần nhiều người tiên phong hơn để hoàn thành danh sách kiểm tra Minet của họ và xếp hàng di chuyển để chúng tôi có thể tối đa hóa việc sử dụng khả năng di chuyển hiện tại. Nói cách khác, đối với những người có thể di cư, quả bóng đang ở phía bạn, hãy hành động. Tiến triển mục tiêu di chuyển Menet của mạng mở. Nhìn chung, công việc của nhóm cốt lõi liên quan đến việc phát triển bản nâng cấp di chuyển này là nhằm hỗ trợ cộng đồng thúc đẩy mục tiêu mạng chung là 10 triệu lần di chuyển Menet sang mạng mở. Số lượng di chuyển Menet đã tăng từ 4,6 triệu vào tháng 3 năm ngoái lên 5,41 triệu hiện nay và nó sẽ chỉ tăng nhanh hơn từ đây khi có nhiều người tiên phong hành động về di chuyển và tận dụng khả năng di chuyển được cải thiện, nhóm cốt lõi phù hợp với các ưu tiên của mạng mở đã và tiếp tục dành một lượng thời gian và nguồn lực đáng kể để giải quyết và cải thiện các quy trình và khía cạnh khác nhau quan trọng đối với các mục tiêu của mạng mở, có thể là C di chuyển tạo tiện ích, tăng trưởng, sự tham gia của cộng đồng vân vân, được nêu chi tiết trong sách trắng và các thông báo trước đó. Mặc dù đây là bản cập nhật về quá trình di chuyển mainnet, một quy trình cụ thể, nhưng nhiều nhóm chuyên trách trong nhóm cốt lõi sẽ đồng thời làm việc để cải thiện các quy trình khác nhau và phát hành các bản cập nhật không nhất thiết cản trở hoặc cản trở tiến trình của các quy trình thiết yếu khác. Các ví dụ gần đây bao gồm tính năng kiểm tra đa hoạt động mới giúp bỏ chặn quy trình KIC và sự kiện gắn kết cộng đồng như lễ hội nghệ thuật diễn đàn FireSide mọi nỗ lực và công việc trong các lĩnh vực khác nhau đều quan trọng và nhằm giúp cộng đồng của chúng tôi đạt được tiến bộ toàn diện nhằm đạt được mạng mở lành mạnh. Giống như nhóm cốt lõi, những người tiên phong nên giúp gắn kết và làm việc với nhau trong việc đóng góp vào các khía cạnh khác nhau của mạng để đưa chúng ta đến gần hơn với mạng mở. Chúng tôi rất vui mừng khi có thêm nhiều người tiên phong tham gia chuỗi khối Mainnet trong những tháng tới và tương tác với các ứng dụng và tiện ích của Pinwork bằng cách sử dụng Pi đã di chuyển của họ. Pinwork đặt mục tiêu chuyển sang mạng mở vào năm 2024 tùy thuộc vào việc đáp ứng các điều kiện cụ thể và mục tiêu chiến lược được nêu chi tiết trong thông báo gần đây. Quá trình chuyển đổi này phụ thuộc vào nỗ lực chung từ cộng đồng của chúng tôi và tác động của các yếu tố bên ngoài. Để hiểu đầy đủ về các yêu cầu ảnh hưởng đến sự tiến bộ của chúng tôi hướng tới cột mốc mạng mở, vui lòng tham khảo thông báo đầy đủ cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chúc may mắn và thành công